Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời Dưới dạng sen tỏa hương trong dũng bùng Lúc nào cũng tỉnh táo quan sát sự vật quan sát xem sen hút bùng như thế nào để tỏa hương cho đời. Bồ tát sử dụng thân thế nào để thành hiền thánh? Đức gốc bùng không thành sen cũng như bồ tát bỏ thân ngũ uẩn không thành Phật và phải chuyển ngũ uẩn thân thành ngũ phần pháp thân bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Trong quá trình tu, tinh lọc phần bùng đất thành hương sen hay chuyển nhận thức phiền não thành trí giác. Cứ một phần ngũ uẩn thân được gỡ bỏ, Bồ Tát chứng được một phần pháp thân, cho đến cải thiện hoàn toàn thân ngũ uẩn thành pháp thân. Như vậy, ở giai đoạn 1, Bồ Tát tích lũy công đức, và giai đoạn 2, Bồ Tát phải tiếp tục hiện thân ở cuộc đời giáo hóa chúng sanh y như trước. Tuy nhiên, khác ở điểm, Bồ Tát thành tựu công đức rồi, phải xả bỏ tất cả để tiến lên bờ giải thoát. Hiện hữu trong cuộc đời là mọi việc bình thường thể hiện mẫu người giải thoát trong chúng không giải thoát. Đó là hình ảnh duy ma từ ngoài đi vào thành, nhắc nhở quan nghiêm hay vẽ lên cho chúng ta Pháp tu Bồ Tát thành tựu lợi ích chúng sanh mà không hề sanh tâm chấp trước. Bồ Tát quan nghiêm từ thành ra gặp duy ma ở cổng thành nhìn qua bề ngoài quan nghiêm hoàn toàn trong sạch duy ma hoàn toàn dơ bẩn việc gì cũng làm chỗ nào cũng đến đối với ông dăm phòng tửu điếm vô phi thanh tịnh đảo tràng quan nghiêm đồng tử từ cuộc đời hướng về chân lý gặp duy ma từ chân lý đi ngược về nhân gian hai lập trường tương phản gặp nhau trí mới bừng sáng hai người gặp nhau ở cửa thành là hai thế giới thanh tịnh và nhiễm ô giao nhau tạo thành thế giới bất nhị cho bồ tát bước vào trì giới của quan nghiêm đồng tử không gặp duy ma khai ngộ không có ý nghĩa trong sạch của quan nghiêm ví như ma ni bảo châu vào bùn lầy cuộc đời đi đến đâu thanh tịnh quá người đến đó tiếp xúc với mọi hạng người trong xã hội đều được quý mến kính nể ngài hướng dẫn và cải thiện họ thăng qua với tâm hồn cao cả trong sạch hoàn toàn duy ma hội nhập vào đời độ sanh không gì chướng ngại thường được ví như hoa sen thơm ngát dương lên từ bùn lầy riêng chúng ta còn đầy phiền não nhiễm ô đức hạnh không trọn lành như duy ma phải tu pháp thanh văn và giữ giới trong sạch như đồng tử quan nghiêm ta chờ đủ nhân duyên gặp duy ma khai ngộ do suốt đời giữ giới thanh tịnh được Phật Thích Ca ấn chứng, Quan Nghiêm đồng tử mới gặp Duy Ma. Duy Ma khuyên Bồ Tát Quan Nghiêm đừng theo đuổi chân lý, hãy trở lại thực tế cuộc đời, mới thấy Bồ Đề Đạo Tràng mới bắt gặp chân lý, gặp Thích Ca ở đây. Bỏ cuộc đời tìm Thích Ca không có. Vì chính Duy Ma thấy Phật nghe được pháp âm di diệu ở ngay trên cuộc đời này Duy Ma nói với Bồ Tát Quan Nghiêm rằng trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm là đạo tràng, sáu pháp ba la mật là đạo tràng, vân dân. Đâu có gì trên cuộc đời không phải là chỗ giác ngộ. Nếu rời bỏ những hiện thực này sẽ rớt qua không tưởng. Đây là ý niệm khi chúng ta hành đạo, xa rời thực tế sẽ không thấy đạo. Đạo ở ngay trước mặt, ngay trong lòng chúng ta. Sự hiểu biết của chúng ta phát xuất từ quá trình hành đạo tức trí tuệ ta phát sinh do cọ sát với đời. Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm rằng Bồ Đề ở nơi chúng sanh. Chúng sanh càng can cường, Bồ Tát càng mau đắc đạo. Duy mà là bản tâm thanh tịnh, Bồ Tát quan nghiêm do giữ giới thanh tịnh cao độ mới bắt gặp được bản tâm thanh tịnh. Từ bản tâm thanh tịnh phát Bồ Đề tâm hướng về đạo tràng, nghĩa là nhập cuộc và song hành với đời bằng tâm hồn hoàn toàn thánh thiện từng bước chân đi của bồ tát mở rộng tịnh độ an lạc và giải thoát cho người với bồ tát giữ giới trong sạch như quan nghiêm duy ma khuyên ôm vào đời hành đạo nhưng gặp người tâm hồn chưa thanh tịnh bị đời làm quen ố đạo tâm duy ma liền xuất hiện chỉnh lý từ đồng tử quan nghiêm trong sạch xuất gia nâng lên một nấc trở lại cuộc đời giáo hóa chúng sanh đó là hình ảnh trì thế bồ tát xuất gia an trụ quả vị giải thoát nhưng không bỏ thế tục khi thế gian cần cũng sẵn lòng đến với họ trì thế nghĩa là giữ lại sự sống cho mọi người nên trong kinh ghi trì thế làm quốc sư cho kiều thi ca dương là vua cõi trời cai quản nhân gian đây là quan niệm có sẵn của Ấn Độ. Dựa trên tinh thần này, chúng ta thấy các vị tăng xuất gia tu hành giải thoát mà vẫn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho đời, tham gia vào việc quốc sự, thí dụ dạng hạnh thiền sư hay khuôn diệt thái sư. Thể hiện khẩu hiệu của Phật giáo Đại Thừa mang đạo vào đời, làm sáng đẹp cuộc đời. Đại Thừa triển khai tinh thần này cao độ, nhất là Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nhật Bản các nhà sư đều là dị tổ của các ngành nghề các ngài giải thoát không kẹt danh lợi đạt được trí tuệ sáng suốt nhìn đời khách quan chính xác hơn người đời và dùng hiểu biết thông thái phục vụ nhân sinh tuy nhiên hành giả tu một mình giải thoát nhưng nhập cuộc với đời coi chừng bị đời làm đen tối nhận lầm ma là phật có nhiều quốc sư thường rơi vào lỗi lầm này chưa nhập cuộc hoàn toàn sáng suốt phân biệt chánh tà chân vọng đến khi tham gia với đời bị thế tục quá ám nghiệp sanh ra ở việt nam có phù dân quốc sư đời trần không bao giờ về triều ngài e ngại bụi bặm trần thế sẽ phủ lên mình theo bước chân lún sâu vào đời vua cần thì phải lên núi thỉnh ý ngài ở đây điển hình là trì thế bồ tát bị đời làm qua mắt tưởng ma là đế thích sai lầm của trì thế gợi cho chúng ta suy nghĩ khi quá tha thiết với sự sống của chúng sanh nhiệt tình lo cho đời thường dễ bị đời làm phiền muộn chúng ta chưa bước chân vào đời không có vấn đề đặt ra cho chúng ta nhưng nghe duy ma khởi sự nhập cuộc liền gặp vô số khó khăn tiêu biểu qua hình ảnh của thiên ma cao nhất là ma ba tuần trì thế làm quốc sư của kiều thi ca là đao lợi thiên dương, ngang với chuyển luân thánh dương cai trị 33 tầng trời. Công việc của Ngài thường tiếp xúc với mọi người. Trước kia, theo quan nghi Bồ Tát, tự lánh đời dễ tịnh quá thân tâm. Nhưng nay, cùng với trì thế Bồ Tát hội nhập vào đời, tiếp xúc nhiều, khó thanh tịnh. Thật vậy, khi làm nhiều, những việc làm thường dính mắc vào tâm thức chúng ta. Nếu còn thọ ngủ uẩn thân, những sự kiện cảm thọ hay suy tư lúc gia chạm với đời luôn hiện hữu trong tâm ta. Vì vậy, chưa vượt qua 500 do tuần đường hiểm, chưa phá ngũ uẩn Những đụng chạm tiếp xúc với sự vật còn nằm trong a lại gia thức, khó quên mà dễ hiện. Ý thức điều ý, phải tự kiểm chứng thân tâm, đừng nhận lầm tâm bồ đề với thức sẽ đọa. Trì thế Bồ Tát làm cố vấn cho Kiều Thi Ca ở đau lợi lâu ngày nên mang tên trì thế có tư cách lãnh tụ hơn là bồ tát dấn thân vào đời đạo phong của ông biến mất trở thành bồ tát hình thức hay nói rõ hơn trì thế vào đời là hình ảnh của một số quốc sư ra giúp nước được vua trọng vọng kính nể nhiều lúc lòng tham nổi lên họ cũng có ý định soán ngôi vua tuy nhiên nhờ can lành vừa khởi niệm tà liền được duy ma xuất hiện chỉnh lại nhắc nhở trì thí hay nhắc chúng ta đừng để lòng tham làm quen ố bản tâm thanh tịnh thực tế thường thấy hoàn cảnh tốt dễ làm hư người ngược lại sống trong hoàn cảnh xấu chúng ta thường phải cân nhắc làm thế nào để giữ vị trí đạo không bị trần ai làm nhơ bẩn trì thế bồ tát mới đến cung trời đau lợi thân tâm hoàn toàn trong sạch Tuy nhiên ở đó lâu sanh tâm biến đổi, không còn thanh tịnh. Vì khi Ngài ngồi tĩnh tâm, thiên ma hiện ra. Ma này ở trong lòng, tâm động nên cảnh động. Lúc trước, trì thế đã từng tiếp xúc với kiều thi ca và thiên nữ có đàn ca. Nay ngồi nhập định thấy kiều thi ca và thiên nữ xuất hiện là điều tất yếu. Thật vậy, ban ngày hành Bồ Tát Đạo, nếu chưa dược ngủ ấm khi tham thiền những gì ta tiếp cận sẽ hiện trong tâm thức nó nhiễu loạn và tác hại công đức của chúng ta vì vậy tiếp xúc cuộc đời làm được mọi việc nhưng phải xả tất cả nếu còn nhớ nghĩ nó sẽ làm ta đọa ngay trong ngày đó thiên ma đến trì thế lầm là kiều thi ca và khuyên kiều thi ca nên nương phước báo có sẵn tìm đến ba điều không thay đổi của như lai đó là thân vô hạn, mạng sống vô cùng và thánh tài vô tận. Một, dùng phước báo làm nền tảng tiến tu đạo Bồ Tát, thành tựu như lai thân, đạt được pháp thân kim cang bất hoại mới là chân thân. Giả thân này không tồn tại miên diễn. Hai, mạng sống của chúng ta giới hạn trong từng hơi thở. Dù là chư thiên cũng có đời sống hạn hẹp, phải trở về sống với thể tánh thường hằng của Pháp mới trường cửu bất tử. Ba, dùng phước báo hữu hạn thuộc pháp hữu di để đổi pháp vô di là vô tận thánh tài của Như Lai. Ta sanh ở nơi nào, phước lạc vô cùng theo ta đến đó. Còn tài sản chúng ta thuộc phước báo hữu di giới hạn trong cuộc đời này và cũng không chắc gì chúng ta giữ được nó trọn đời này. Điều trì thế khuyên Kiều Thi Ca có thể hiểu rằng thật sự ông nói với chính lòng ông, gợi cho chúng ta suy nghĩ. Trên bước đường tu hành, cần nỗ lực tích tụ nghị lực, trí tuệ, công đức để làm hạt nhân đưa chúng ta đến quả vị Phật. Kiều Thi Ca xin cúng dường tất cả tài sản cho trì thị. Trì thị cũng muốn nhận nhưng chưa dứt khoát. Duy ma hiện ra bảo không phải là đế thích nhưng là ác ma nhiễu loạn tâm ông duy ma nhắc trì thế hay nhắc chúng ta đừng lầm thiên ma với đế thích theo tôi đế thích tiêu biểu cho người hộ đạo chúng ta muốn thành tựu phật sự cần nhờ đàn diệt hàng tâm hàng sản hỗ trợ tuy nhiên khi chúng ta mừng rỡ đưa hai tay đón nhận sự giúp đỡ và sẵn sàng tán thán công đức họ để rồi sau đó bao nhiêu vấn đề đặt ra cho chúng ta vì bên trong bất cứ sự trợ giúp nào đều có điều kiện kèm theo chúng ta không đáp ứng yêu cầu của họ là có chuyện điều kiện họ đặt ra cho chúng ta khi ta đã lỡ thọ ơn tôi coi đó là thiên ma khi tu thì có người mang quà đến tặng bằng tâm thanh tịnh chúng ta quan sát người cho giật cho để khỏi lầm người tốt xấu thấy ma phải biết làm ma mới không rơi vào cạm bẫy tiêu mất công phu tu tập. Riêng tôi thường chịu cực sống nghèo, không thích nhờ giả nên ít lệ thuộc người, nhẹ bước trên đường giải thoát. Ngoài ra, trên bước đường tu, coi chừng lòng tham nổi dậy, suối mình đòi hỏi quyền lợi thế gian. Khởi đầu, hành giả hoàn toàn giải thoát nên các chính khách rất tin và quý trọng. Nhưng khi tham vọng nổi lên, họ sợ chúng ta cướp quyền, chắc chắn họ sẽ thủ tiêu hay đưa ta đi đầy Trì thế gặp hoàn cảnh ma chướng như vậy Nhưng nhờ căn lành Ông được Duy Ma xuất hiện quá giải Duy Ma đến với trì thế Trong lúc tâm trì thế dao động Nghĩa là hành giả tu giải thoát Nhưng tiếp cận cuộc đời bị dao động Liền có Duy Ma thật Hay trí thức bên ngoài Đến giúp đỡ Hoặc hiểu dưới dạng khác là Khi hành giả dấp phải xoa ngã từ trong bản tâm thanh tịnh gian vẳng lời phật dạy chỉ đạo hành giả tự thức tỉnh nhờ đó phát hiện ra pháp tu và giải quyết vấn đề đúng đắn theo chánh đạo trì thế bồ tát nhờ tu lâu nên có tịnh tâm tức khi tâm niệm sai lầm khởi lên liền có tâm tốt chỉnh lại ngay duy ma và trì thế tiêu biểu cho sự gặp gỡ giữa người lãnh trách nhiệm hướng dẫn cuộc đời và người ở thế gian thanh tịnh hành giả nhập cuộc với đời thường bị đời lôi kéo nếu không có tâm thanh tịnh dễ đọa nương theo công đức niệm ác sanh niệm lành cứu lại ngay thiên ma không chống cự nổi với duy ma liền dùng thần thông trốn tiêu biểu cho giữa chân lý với tội lỗi giữa ánh sáng với bóng tối ánh sáng xuất hiện bóng tối mất ta giác ngộ chân tâm hiện lên thì tội lỗi không còn thiên ma trốn không được và nghe trên hư không bảo hãy đem thiên nữ cho duy ma cật mới đi được điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ khi chúng ta có đầy đủ công danh sự nghiệp bỏ nó không dễ tuy thất bại nhưng cũng muốn gánh gồng mang theo cho đủ ma ba tuần đành giao các thiên ma cho duy ma Trì thí không thể tiếp nhận ma Nhưng duy ma nhận được Trong quá trình tu hành Đạo đức và khả năng ta còn kém Tiếp cận ma chướng Nhiều trở thành nguy hiểm Nhưng khi ta là duy ma Hay bản tâm thanh tịnh hoàn toàn Thì thiện ác đôi bề nước một sông Những điều ác xấu Không tác hại ta nữa Ta tốt Ma thành pháp lữ Còn tâm không thanh tịnh Pháp lữ thành ma duy ma đón nhận ma nữ nhìn thẳng vào tâm họ tùy từng người từng hoàn cảnh mà thuyết pháp giáo hóa ma nữ tiếp cận bản tâm thanh tịnh của duy ma lòng tốt tuyệt đối của duy ma liền phát tâm bồ đề gặp trì thị nó biến thành ma nhưng gặp duy ma nó trở thành phật tử duy ma khuyên họ từ đây nên từng bước từ bỏ thú vui vật chất dục lạc của thế gian làm cho tâm hồn họ thấp lần đến ngày nào vui này biến thành nghiệp càng mong muốn vui càng lánh xa phải chuyển thú vui tầm thường thành niềm vui đạo an trú trong đạo pháp mới cảm nhận được niềm vui vô tận nhẹ nhàng thanh thoát duy ma dạy các thiên ma một vui thấy phật vui ưa thân cận các đức phật là nguồn vui chính trong việc phát triển tri giác càng đi sâu trong việc tu học phật càng vui với trí giác mở rộng nâng cao hạnh phúc và vị trí của chính mình hai vui nghe pháp tìm hiểu nghiên cứu khám phá chân lý nhờ sống với pháp phật huệ phát sinh rọi qua cuộc sống thấy được chân lý cuộc đời mỗi ngày như pháp tu hành vui thủ an lạc sẽ lớn dần theo tầm nhìn mở rộng giữa phật và pháp tương ưng với nhau tạo thành niềm vui kỳ diệu nhờ đó nuôi dưỡng thân tâm hành giả thăng hoa trong môi trường tràn ngập chướng ngại khó khăn ba vui giới tăng là vui sống tập thể lúc mới sống trong tổ chức cảm thấy bực bội khó chịu vì không thấy phật không nghe pháp chỉ quan sát hiện tượng bằng nghiệp nên mối bất hòa phiền phức cứ mãi gây khó khăn cho chúng ta. Lần lần ý thức được sai lầm ấy, hành giả tự sửa đổi tháo gỡ được những khó khăn bất hòa. Mỗi lần gỡ bỏ được một vướng mắt tồn động, hành giả lại thấy vui hơn. Đến khi mọi việc thế gian được giải quyết, dứt khoát, êm đẹp mới thể hiện trọn vẹn ý nghĩa vui với tăng. 4. Vui làm lợi ích chúng sanh trên bước đường hành đạo hành giả nuôi dưỡng đào tạo xây dựng người mai kia nhìn thành quả do bàn tay hành giả uống nắng tự cảm thấy niềm vui vô tận với sự phát triển thăng hoa của mọi người khi phật pháp tăng kết hợp thành cuộc sống hành giả đạt định thể của sự vật hay chánh pháp giới nghĩa là đối với sự kiện xã hội phức tạp và hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt hành giả hoàn toàn khắc phục, không còn vấn đề tồn động. Nói cách khác, hành giả chuyển vật theo ý muốn. Lúc ấy, mạng sống của hành giả mới thật sự vô cùng tận và sở hữu kho báu không dùng hết, giống như chư Phật mười phương. Khi Duy Ma dạy Thiên Ma về các thứ vui cao thượng như phát tâm Bồ Đề, làm việc để phát triển Bồ Đề, thì Ma Ba Tuần xuất hiện đòi các Thiên Ma về hình ảnh này tiêu biểu cho những quần thần hay cung phi nói chung những người hưởng đầy đủ phước lạc thế gian một lúc sanh tâm chán muốn tìm phật pháp để tu họ tìm ba điều quý giá là thân vô hạn mạng sống vô cùng và tài sản vô tận ở đây diễn tả bằng hình ảnh ma nữ đi tu khi gặp phiền muộn họ vô chùa học đạo nhưng sống lâu ngày với tương rau lại sanh tâm chán muốn trở về ý này được kinh ghi là hình ảnh ma dương xuất hiện nghĩa là họ bắt đầu nhớ lại phước lạc thế gian nhớ đời sống vật chất sung sướng trước kia nên thấy ma xuất hiện gọi về ma xuất hiện là tâm muốn về không muốn tu nữa các thiên ma tuy nói không muốn về nhưng thật trong lòng muốn điều này chúng ta dễ hiểu vì đó là phản ánh của tâm ham muốn mới thấy ma xuất hiện duy ma biết rõ tim đen của thiên ma mới bảo họ trở về. Câu chuyện này nhằm dạy chúng ta tu phải biết diễn tiến tâm lý của người. Có lúc họ muốn tu giải thoát, nhưng cũng có lúc không thích tu. Duy ma tiêu biểu bản tâm thanh tịnh mới thấy rõ tâm trạng của người. Tùy theo đó giáo hóa họ, không phải áp dụng khuôn cố định. Lúc ấy duy ma dạy họ pháp môn vô tận đăng ví như một ngọn đèn mồi đốt trăm ngàn ngọn đèn chỗ tối đều sáng ông khuyên họ nên trở về thiên cung chỉ dạy dìu dắt các thiên ma khác phát tâm bồ đề như họ điểm này nhắc hành giả giáo hóa chúng sanh cần quan sát rõ tâm trạng và yêu cầu từng người đúng hay sai có chánh đáng hay không để giúp đỡ khi giúp xong hành giả liền trả họ về vị trí riêng của chính họ để từ đó họ tự phát triển điển hình như phù dân quốc sư không giữ vua trần thái tông ở lại với ngài dù vua hết sức khẩn khoản xin ngài dạy vua phật pháp xong và khuyên vua trở về triều lo việc trị nước an dân nhưng đừng quên phật pháp đó chính là thể hiện pháp môn vô tận đăng nghĩa là tác động phật pháp vào lòng người làm họ sống với phật pháp hay sống với trí tuệ với chân lý với hòa hợp duy ma nhắc nhở chúng ta khi tu hành dù bất cứ ở nơi đâu luôn nung nấu trong tâm ba niềm vui giải thoát nói trên tùy nhân duyên ở chỗ nào ta làm đạo ngay ở đó hành bồ tát đạo chúng ta có trách nhiệm nâng đỡ người bằng như ta phát tâm rồi cần giúp người cũng phát tâm thanh tịnh giải thoát theo đến khi tất cả thành phật ta mới thật sự đạt được quả vô thượng đẳng giác chỉ có pháp môn vô tận đăng mới đền đáp ơn Phật được các ma nữ nghe lời duy ma dạy họ theo ma ba tuần về trời trì thấy Bồ Tát kết luận ngài lầm thiên ma là để thích duy ma chẳng những dẹp các ma còn giáo hóa được chúng và đưa chúng về thiên cung để dạy lại người khác vì thế ngài không đủ tài đức đến thăm duy ma kể đến Trưởng giả thiện đức là người sau cùng không dám đến thăm bệnh duy ma. Trưởng giả thiện đức hay cấp cô độc chuyên hành bố thí. Theo truyền thống gia đình của cha ông nhiều đời, mỗi năm đều mở đàn chẩn tế. Này ông nói chí cha ông lập đàn bố thí cúng dường trong 7 ngày. Bao nhiêu tài sản của thiện đức chất lên, ai đến muốn lấy gì cũng được, gọi là thí vô giá hội hay bố thí bất nghịch ý không có gì chướng ngại đối với chư tăng ông hết lòng cung kính cúng dường dưới thời cha ông của thiện đức chưa có đệ tử phật nên đối tượng của họ cúng dường là những người đức hạnh trong sạch thông thái tức hàng sa môn cư sĩ bà la môn nói chung toàn bộ xã hội đều được thiện đức giúp đỡ điều này có nhiều người cho rằng không thực tế không thể có theo tôi có những việc chúng ta chỉ hiểu được bằng niềm tin, không thể giải thích. Từ bỏ lý luận và bằng niềm tin nhìn thẳng sự thật, tôi thấy được những việc không thể có mà có. Tôi gặp những nhà từ thiện khởi đầu từ tay không, nhưng làm được biết bao chuyện lợi ích cho cuộc đời. Trong khi những người làm đầu tác mặt tối còn không đủ ăn hay chắc chiêu từng đồng mà không bao giờ dư, còn người tiêu xài rộng rãi nhưng không thiếu truyền thống cúng dường của thiện đức có sẵn. Phật thấy tốt nhưng ngài điều chỉnh lại cho hoàn mỹ hơn. Qua tuệ giác của Phật, việc làm chỉ có ý nghĩa khi thấy rõ mục tiêu của nó. Trưởng giả thiện đức làm theo truyền thống mà không hiểu ý nghĩa. Thiện đức giàu có, biết kính trọng chư tăng cúng dường, tạo điều kiện trợ duyên cho chúng tăng tu hành đắc đạo, giáo hóa chúng sanh. Ông cũng hết lòng giúp đỡ người nghèo làm dơi nỗi khổ đau cho họ. Duy mà bảo diệt thiện đức làm tốt, nhưng còn quá nhỏ mà mang tên Đại Thí Hội. Phải chi ông bố thí cúng dường theo Phật thì công đức lớn vô lượng. Hai trăm trưởng giả nghe thấy vậy khiếp sợ, nghi ngờ. Đối với họ, bố thí cúng dường của Bồ Tát Thiện Đức quá lớn lao, từ trước đến nay chưa ai thực hiện được. Thiện Đức là đệ tử của Phật, thường được phật khen ngợi ông không làm theo phật thì theo ai tuy nhiên thiện đức vừa nghe duy ma dạy xong liền đảnh lễ duy ma và thỉnh cầu chỉ dạy bố thí cúng dường thế nào đúng chánh pháp gọi là đại thí hội điểm này nhắc nhở chúng ta giáo hóa chúng sanh phải nói đúng chỗ đúng người người như thiện đức có tư cách nghe hết lòng cầu pháp muốn tìm cách bố thí cúng dường cao hơn duy ma mới dạy theo duy ma có hai cách bố thí bố thí theo nhân gian và theo phật bố thí theo phật gồm có bố thí của thanh văn và của bồ tát tuy có hai cách bố thí nhưng phật dạy hai cách bố thí không rời nhau vì ngài đứng ở lập trường nhất thừa để nâng tư cách của con người làm cho việc bố thí của họ có tác dụng lợi lạc lâu dài và sâu rộng hơn